Bộ phim sao phải nhớ tới tôi đó. Đạo diễn, chúng ta vào trong nói chuyện đi. Được, vậy chúng tôi qua đó trước đây. Được, được, tạm biệt. Đi thôi, qua bên kia. Được. Ông vất vả rồi. Dựa theo tình hình năm nay muốn làm tốt cũng khó. Cô Minh. Xin chào, xin chào. Xin chào. Vị này là cô Minh đóng vai nữ chính đúng không? Quả nhiên là tỏa sáng rực rỡ. Cô Minh đúng là có vẻ đẹp trời sinh. Không biết sau này có thể ký hợp đồng công ty tôi không? Minh Vi, lâu lắm rồi không gặp. Em thật sự ngày càng xinh đẹp đó. Quá ra hôm nay tổng giám đốc Trình cũng đến à? Đương nhiên anh phải ở đây rồi. Anh Trần, chúng ta cũng đi uống một ly đi. Đúng, đi thôi, đi thôi. Vậy anh qua bên kia trước nhé. Được. Đi thôi, đi thôi. Nói đi, rốt cuộc việc tôi và đoàn phim có liên quan tới anh không? Chúng ta khó khăn lắm mới gặp nhau một lần. Đừng nóng vội, chúng ta nhập tiệc trước đi. Rồi sau đó nói với em. Đi thôi. Đi thôi. Anh Mục. Anh Mục, xin chào. Tôi là Trịnh Diệu của tập đoàn Chính Hoa. Chúng ta lại gặp mặt rồi. Xin chào. Anh Mục, sao anh lại đến đây? Tôi không được đến sao? Tôi không có ý đó. Anh Mục, tôi nghe nói trước giờ anh không thích tham gia những buổi xã giao như này. Hôm nay anh có thể đến đây, chúng tôi thật sự rất vui. Vậy đi thôi, đi thôi. Nào, uống một ly. Chúc chúng ta thành công trước nhé. Minh Vi, ăn món này đi. Đừng ăn nữa. Mập đến mức sắp không nhận được phim nữa rồi. À đúng rồi, bài tập tôi giao cho cô. Hôm nay cô đã làm xong chưa? Nếu như vẫn chưa làm thì mau về đi. Anh Mục, vậy chúng ta đi trước đi. Xin lỗi các vị nhé, tôi còn có việc, tôi đi trước đây. Đạo diễn, tôi đi trước đây. Đạo diễn, xin lỗi ông, tôi còn phải quay về làm bài tập. Anh Mục, dù gì Minh Vi cũng là một cô gái. Anh nói cô ấy như vậy có hơi không tôn trọng người khác quá đó. Đối với tôi mà nói, sự tôn trọng thực sự đối với các cô gái là đừng lừa gạt tình cảm của các cô ấy, quấy rầy cuộc sống của các cô ấy. Anh thấy sao? Đi thôi. Anh Mục, cảm ơn anh. Đúng là diễn viên nữ sẽ gặp phải một vài người và những chuyện khiến người ta phản cảm tại một số trường hợp. Cô phải học cách bảo vệ bản thân, biết cách từ chối. Được, tôi sẽ cẩn thận. Nhớ quay về ngẫm nghĩ lại các cảnh ngày mai cần quay, chuẩn bị cho tốt. Đừng vì loại người này mà ảnh hưởng tới trạng thái của bản thân. Anh yên tâm đi.